Xin chào tất cả mọi người, lại là Đi đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đi Tarot Tâm sự cùng người lạ Tara. Và ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau với một ván trải, đó chính là ván trải thường nhật với cái chủ đề cũng chung chung lắm. Chủ đề đó là những rào cản cho sự phát triển của bạn hiện tại là gì? Rào cản đôi khi đó là rào cản đến từ bản thân bạn, đôi khi đó là rào cản đến từ một ai đó hoặc đến từ một sự việc nào đó. Có thể là bạn vẫn đang nhìn thấy mình đang phát triển, nhưng liệu cái sự phát triển đó nó có đang phù hợp hay không, và liệu cái sự phát triển bạn đang thấy nó có đang bị một cái sự rào cản nào hay không, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ vấn đề đó ha. Như thường lệ, Đi có 4 tụ bài, 1, 2, 3 và 4. Hãy chọn cho mình 1, 2 hoặc 3, hoặc là xem hết nguyên 4 tụ bài luôn cũng được. Bên cạnh đó thì để giúp Đi ra clip một cách đều đặn hơn thì các bạn có thể comment xuống phía dưới những cái nội dung mà các bạn muốn Đi sẽ trải bài ha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Ok, chào tất cả mọi người, những bạn chọn tụ bài số 1 với viên đá màu xanh ha. Ở đây thì chúng ta đang đi khai thác về vấn đề đó là những cái rào cản cho sự phát triển của bạn là gì. Ở đây thì chúng ta có những lá sau đây: lá King of Cons, lá Four of Wands, lá History, lá Knight of Cups ngược, lá The Lover ngược, và cuối cùng là lá gì nhỉ? Lá Two of Cups ngược, xui chịu. Rồi, ở đây Đi nhìn thấy được một cái năng lượng rất là mạnh, đó là năng lượng của những bạn thuộc cung nước, hoặc đó là năng lượng của những cái bạn mà sao nhỉ? Của những cái bạn có cái yếu tố lãnh đạo bằng cảm xúc. Lãnh đạo bằng cảm xúc. Tức là bạn là một người đối với cuộc sống bạn rất là nhiệt huyết, bạn rất là mạnh mẽ để chiến đấu với cuộc sống, để đấu tranh cho những cái mà bạn mong muốn. Bạn là một con người cực kỳ đặc biệt về mặt cảm xúc, bạn có chỉ số thông minh về mặt cảm xúc rất cao. Ở đây Đi nhìn thấy được rõ ràng những thứ ấy trong đây. Bạn sống bằng cảm xúc, tất cả mọi thứ bằng cảm xúc luôn. Cái đường hướng phát triển của bạn á, bạn là một người nhạy cảm, bạn đưa ra những đường hướng phát triển cho mình, nó không phải dựa trên những cái như là logic, nó không phải dựa trên những cái như là gọi là sao ta, planning, tức là nó không phải là những cái kế hoạch một cách rõ ràng, mà nó đến từ cái trực giác, cái cảm xúc của bạn. Kiểu như là bạn cảm thấy là bạn muốn thì bạn sẽ làm cái đó, và bạn làm rất tốt nữa là đằng khác. Và Đi nhìn thấy mở đầu với lá King of Pentacles, mà đối với bộ Pentacles trong đây nó chính là King of Wands đối với thường lệ, thì bởi vì trong đây bộ Pentacles đó là nguyên tố lửa ha, cái bộ này khá là đặc biệt. Thì ở đây Đi nhìn thấy bạn là một người rất là tham vọng. Nếu mà là King of Pentacles ở đây thì Đi có thể nhìn thấy sơ bộ bạn có năng lượng của cung lửa, một cung tiên phong lửa, nó thể là cung Bạch Dương, có thể là cung Bạch Dương. Nhưng ở đây lại tiếp tục trải dài tiếp, bạn có cái lá của bộ gậy ở đây thì lại là lá tiền. Bộ gậy ở đây thì nó lại là bộ về cung đất, tức là bộ nguyên tố đất. Ở đây thì những bạn nào mà học tarot á, bạn sẽ thấy nó hơi lạ ha. Lẽ ra bộ tiền thì nó phải là cung đất, còn bộ gậy nó phải là cung lửa, nhưng mà ở đây đối với cái bộ bài này nó bị đổi ngược lại với nhau. Thì bạn á, bạn bị rất là nhiều những cái rào cản, những rào cản đến từ những tham vọng bản thân. Bạn là một người rất tự hào về bản thân mình, Đi nhìn thấy như vậy. Bạn rất hay kể về những cái chiến công bạn hay đã từng có, và bạn rất hay kể về những điều mà bạn đã đạt được. Đi cảm thấy rất là rõ ràng những cái năng lượng đó của bạn luôn. Tuy nhiên một phần nào đó bởi những cái chiến công đó, nó khiến cho bạn muốn có nhiều hơn. Tức là khi con người ta đã có rồi, người ta lại có muốn có nhiều hơn nữa. Bạn muốn có thêm nhiều cái sự chú ý. Và bạn ở đây, cái lá bài của bạn cho thấy bạn là những người có cái cá tính rất là mạnh. King of Pentacles, bạn dí dỏm, bạn khá là có những cái gọi là cái tính hài hước trong cái vấn đề định hướng bản thân và những cái sự nghiệp của bản thân luôn. Bạn làm nó, bạn định hướng nó một cách rất là thông dong. Bạn định hướng mọi thứ, bạn làm mọi thứ rất là nhẹ nhàng. Mọi người nhìn vô giống như là bạn đang đi dạo chơi chứ không phải là bạn đang đi làm việc. Trong cái cá tính của bạn là như vậy. Những cái rào cản của sự phát triển của bạn thì Đi nói một mảng đâu đó thì cho thấy nó đến từ cái từ sự tự mãn của bạn, hoặc là nó đến từ những cái trong quá khứ mà bạn đã đạt được, rồi từ đó nó thể hiện là tự mãn và tham vọng. Bạn có cái sự tham vọng rất là lớn, và cái cảm xúc, cái xúc cảm của sự tham vọng của bạn nó rất là lớn. Bạn có cái nhu cầu khiến cho mọi người phải chú ý vào bạn rất là nhiều. Bạn đặc biệt, đúng, bạn đủ đầy những cái khả năng đặc biệt để mọi người bắt buộc phải chú ý vào bạn. Nhưng đôi khi á, bạn mong cầu cái sự chú ý đó quá nhiều, bạn kiểu như là bạn hơi tham vọng trong cái việc chú ý người khác dành cho bản thân bạn. Ở đây mình có lá The Lovers ngược nữa, và lá Two of Cups ngược nữa. Bạn là một người hơi trăng hoa và cả thèm chóng chán. Trăng hoa cả thèm chóng chán này đi không dùng cho cái mối quan hệ
duy trì các mối quan hệ đâu, mà là đi muốn dùng cho cả ngay trong vấn đề công việc của bản thân bạn luôn. Tức là bạn rất là hay gian nan dễ nản nha, bạn bắt đầu cái gì thì cũng rất là dễ dàng, bạn thành công cũng dễ dàng, tuy nhiên cái gì mà đòi hỏi cái tính sức bền của bạn thì đi chưa nhìn thấy được điều đó, đi chưa nhìn thấy được điều đó ở đây. Ở đây nếu mà không làm, chúng ta nhìn thấy là có lửa đất. Lá này không có nguyên tố lửa đất nước khí nước, tức là bạn có đầy đủ, gần như là đủ hết bốn nguyên tố. Đúng rồi, đủ hết bốn nguyên tố ở đây. Tuy nhiên cái cảm xúc về mặt nước của bạn á, nguyên tố nước của bạn khá là nhiều, tức là cho thấy bạn là một người sống thiên về mặt cảm xúc và bạn đối ứng xử một cách khá là cảm tính. Một trong dự vậy thì suy ra một trong những cái rào cản của bạn cũng đến từ cái cảm xúc cảm tính đó. Nhưng mà đi thấy phần nhiều những cái bạn chọn tù bài số 1 á, cái sự rào cản của bạn nó đến từ cái sự tự mãn, nó đến từ cái sự đôi tự mãn thì nghe ghê quá, đó là bạn tự tin tự hào quá, đôi khi bạn tự hào và tự tin thái quá, và đôi khi bạn đòi hỏi á, bạn trở thành một cái spotlight, tức bạn trở thành một cái điểm sáng mà mọi người cần phải chú ý, và bạn thích được tạo cái sự chú ý như vậy. Tuy nhiên bạn á lại có cái xu hướng làm việc một cách âm thầm, hoặc là bạn lại có xu hướng làm việc một cách riêng rẽ bản thân bạn. Bạn thích mọi người công nhận nhưng mà bạn lại hoạt động theo một kiểu độc lập, một kiểu đơn lẻ, chứ không phải là bạn hoạt động theo nhóm đi cảm nhận như vậy á. Ở đây bạn có một cái lá đến từ Padma Dakini, cái vị Phật này á thì đưa ra một cái câu thông điệp là dạng giống như là bạn cần phải làm rõ lại, bạn cần phải làm rõ và thay thế những cái tham vọng của bản thân mình á bằng cái sự hiểu rõ bản chất. Hiểu rõ bản chất là như thế nào? Ví dụ bạn hiểu rõ tại sao bạn lại tham vọng, bạn tham vọng cái đó là tham vọng vì cái gì, và bạn hãy biến cái lý do đó đó nó trở thành cái điều thuần giản nhất, và bạn chiến đấu chỉ vì cái điều thuần giản nhất. Khi mà nếu mà cái gì điều thuần giản nhất đó là điều tích cực thì bạn chiến đấu vì nó, còn đó là một điều tiêu cực thì bạn nên từ bi hỷ xả, bỏ nó qua một bên. Nó dạng giống vậy. Ở đây thì đi có lấy ra cho bạn ba cái lá bài trong cái bộ, nó tên là bộ Karma, tức là một cái bộ bài nó nói về nghiệp báo ha. Ở đây chúng ta có những cái câu nói sau đây: demonstrate leadership with the truth, with the trust of a giant, là dạng giống như là hãy thể hiện cái tinh thần lãnh đạo của mình á một cách thuần giản thôi, nó giống một đứa trẻ, tức là bạn hãy hoạch định cuộc sống của bạn một cách nó đơn giản thôi, đừng có mưu toan quá, đừng có mưu mẹo quá, đừng có đặt cái này đặt cái kia ra một cách quá là rõ ràng như vậy. Đôi khi nó sẽ làm kích hoạt cái sự tham vọng cho bạn quá nhiều, rồi nó trở thành cái sự tự mãn và tham lam thì nó không nên. Hãy hành động, hãy định hướng một cách rất thuần giản thôi, hãy hướng đến những cái mục đích đó nó ban sơ thôi, chứ đừng có làm phức tạp những cái mục đích của bạn lên, đừng có làm cho như vậy. Như ban đầu bạn chỉ có mục đích đơn giản là bạn muốn có cái sự, bạn muốn có tiền để nuôi sống bạn qua ngày, nhưng rồi từ đồng tiền là bạn muốn bạn trở nên giàu có hơn, bạn trở nên quyền lực hơn, mọi người phải công nhận cái số tiền đó của bạn. Bạn muốn có tiền đó là trở thành quyền lực của bạn. Ban đầu tiền chỉ để nuôi sống bản thân, nhưng mà sau này tiền trở thành quyền lực thì nó đã bị biến cái chất của nó đi rồi. Tiếp theo đó bạn có thêm một cái thông điệp nữa là realize the creativeness of fun, romance and making art. Dạng giống như là hãy nhận ra, kiểu như bạn hãy bắt đầu nhận ra những cái niềm vui, hãy tìm tòi những cái niềm vui, nó hướng về những cái về mặt tinh thần, nó hướng về những cái nó phi lợi vật chất, phi lợi ích đi. Bạn đừng có chăm chăm vào những cái như là tham vọng bản thân, định hướng bản thân, quyền lực của bản thân. Nói chung khi mà cái tôi cất lên thì những cái thứ đó nó đa số là những thứ tiêu cực. Cho nên ở đây bạn hãy đi tìm về những cái bản ngã bên trong, nhưng nó về mặt tinh thần. Ví dụ như là bạn hãy đôi khi bạn hãy đi đến một nơi nào đó, nó đem đến cho bạn cái cảm xúc romance, diễn nhờ cảm xúc nó lãng mạn, được thư thái, đi một quán cà phê chill, hoặc là ngồi ở nhà vẽ, ngồi ở nhà làm thơ, hoặc là ngồi ở nhà đọc một cái cuốn sách nào đó, making art ha, làm cái gì đó thiên về nghệ thuật, thì nó cũng sẽ giúp ích cho bạn rất là nhiều. Và cuối cùng một cái thông điệp nữa mà đi nhìn thấy ở trong cái ván trải của bạn này đó là act like a leader. Đầu tiên bạn cần phải hành động như một cái người dẫn đầu, như một người đi đầu ha. Một người dẫn đầu, một người đi đầu tức là họ có cái sự kiềm chế trong bản năng cảm xúc của họ, họ thấu hiểu mọi người xung quanh. Do what you want and do it dramatically, là làm tất cả những gì mà bạn yêu thích, làm tất cả những gì mà bạn mong muốn, và hãy làm nó với tất cả những cái gì mà nó đặc biệt, tất cả những cái gì nó khác lạ, lạ thường hơn những gì bạn làm thường ngày. Nếu cái cách bạn làm thường ngày là định hướng tới đồng tiền, nếu mục đích thường ngày của bạn là định hướng tới những cái sự xa xôi như là bạn muốn có tiền bạc, bạn muốn có những cái như là danh vọng, quyền lực, thì bây giờ mình hãy làm khác ra đi, tìm đến những cái thứ nó phi vật chất và nó mang ý nghĩa về mặt tinh thần, bổ trợ cho tinh thần của bạn nhiều thì nó sẽ tốt hơn ha.
Rồi, vậy thì nhìn chung lại cái rào cản lớn nhất của các bạn chọn tụi bài số 1 đó, đó chính là sự tự mãn. Đó là sự tự mãn, và rồi là gì nữa? Đó là sự tự mãn và đôi khi bạn muốn mọi người chú ý vào bạn nhiều quá mà bạn quên đi những cái giá trị về mặt tinh thần. Cái tự mãn đây là tự mãn về mặt vật chất nha. Rồi, ok, tụi bài số 1 kết thúc. Ok, chào những bạn chọn tụi bài số 2. Thì tụi bài số 2 đây có viên đá là màu vàng. Thật sự là cái ván trải ngày hôm nay nó làm đi khá là đau đầu. Pizza Home, đó là như thường lệ đi sẽ sử dụng khá là nhiều bộ bài tarot để trải. Ngày hôm nay là một cái ván trải mà nó đòi hỏi đi cần phải dịch nghĩa thật là sâu á. Ok, quay trở lại tụi bài số 2. Vậy thì cái rào cản của bản thân bạn là cái gì? Rào cản của bạn là cái gì? Trong cuộc sống này rào cản cho những sự thành tựu của bạn là cái gì? Ở đây đi nhìn thấy được việc đó là bản thân bạn thường là một con người sống ít có sự liên kết với mọi người. Tưởng chừng như bạn là người dễ chạm tới, tưởng chừng như bạn là người dễ gây cái sự liên kết với mọi người nhất, nhưng không, bạn lại là một trong những cá thể khó hiểu. Bạn là một trong những cá thể khó được liên kết với mọi người. Ở đây á, bạn luôn luôn để cho mọi thứ nó hành xử theo cái tôi cá nhân của bạn nhiều. Cái tôi đây là cái bản ngã luôn á. Ở đây bạn có lá strength. Lá strength này nó bị ngược, cho thấy được việc là cái việc bạn kiềm chế cái tôi á, kiềm chế cái bản ngã thật sự bên trong bạn không có giỏi. Thế là bạn làm mọi thứ theo cái cảm xúc của bạn rất là nhiều, theo cái cảm tính của bạn rất là nhiều. Bạn nghĩ sao bạn làm vậy thôi. Và ở đây lại tiếp tục nữa, chúng ta có lá The High Priestess. Bạn là một người có nội dung, bạn sâu sắc, nhưng bạn cũng bí ẩn. Bạn khá là bí ẩn. Bạn, người ta khó hiểu bạn lắm. Người ta khó biết mà bạn đang nghĩ cái gì lắm. Rất là khó hiểu bạn, rất là khó biết bạn đang nghĩ gì. Ở đây người ta còn có một cái lá là lá 99 tiền. Đây là một lá rất là đặc biệt. Nó cho thấy được rằng là ở bạn, người ta nhìn vô bạn, người ta cảm thấy bạn rất là nhiệt. Người ta cảm thấy là những cái đường hướng bạn đi rất là tốt. Chính bản thân bạn á, bạn làm gì bạn cũng cảm thấy rất là nhiệt với điều đó luôn. Tuy nhiên bạn á, thiếu một cái là bạn không có sự kết nối với mọi người. Cái khả năng kết nối của bạn khá là yếu. Và bạn muốn là tất cả mọi thứ bạn tự giải quyết thôi, bạn không làm phiền mọi người. Ở đây bạn có lá 99 tiền, 99 gậy luôn. Cho thấy được việc là ở bạn á, những cái sự mâu thuẫn bên trong bạn rất là lớn. Những cái mâu thuẫn bên trong bạn rất là lớn. Và đôi khi á, bạn chỉ muốn dựa vào một mình bản thân của bạn để vượt qua hết tất cả. Nhưng liệu như vậy thì nó có đúng đắn không? Ở đây đi thấy nó chưa có đúng lắm. Khi mà nhìn vô trong những cái lá bài ở đây á, bạn nhìn thấy được gì? Ở đây có lá High Priestess. Một cái sự ảo ảnh. Chính bản thân bạn còn không biết bạn đang cần gì. Chính bản thân bạn còn không biết thật sự có phải bạn là như vậy hay không. Thì làm sao bạn có thể giải quyết những cái khác? Tức là bạn chưa thật sự có cái sự liên kết với bản thân, và cũng chưa thật sự có sự liên kết với mọi người. Cái duy nhất ở đây mà bạn đang hành động đó là hành động theo cái bản năng của bạn, là hành động theo cái tôi bên trong, hành động theo con thú bên trong. Thì phải nói là hành động theo con thú bên trong là nó có thể là chính xác nhất. Ở đây bạn có lá King of Wands, nhưng mà nó ngược. Nhưng mà cái King Wands này chúng ta sẽ dịch ra thành King Tiền. Ngược, đó là bạn muốn tất cả mọi thứ, bạn làm mọi thứ nó đơn giản, bạn suy nghĩ mọi thứ nó đơn giản. Nhưng mà cái đơn giản của bạn là đơn giản nó đến mức là nó hơi cạn. Đơn giản đến mức là nó hơi cạn một chút. Đi không dám nói là bạn là một người suy nghĩ nông cạn, không phải. Đó là đôi khi bạn suy nghĩ nó tới đó thôi. Bạn chỉ nghĩ tới đó, bạn nghĩ là cái nhu cầu của bạn tới đó thôi. Cái việc mà bạn liên kết mọi người hay là cái việc mà bạn tương tác mọi người á, nó tới đó thôi, bạn không có nhu cầu phát triển thêm cái mối quan hệ xung quanh hay là bạn không. Ok, đây là tụ bài số 3 với viên đá thạch anh tím. Và đây cũng chính là tụ bài của đi chọn luôn. Vậy chúng ta hãy cùng nhau xem rằng là những cái rào cản cho sự phát triển của bạn chọn tụ bài số 3 là gì ha. Đầu tiên đó là bạn là những con người hoạt động khá là độc lập, cũng như bạn rất là cầu toàn, bạn tinh tế và thông minh. Tuy nhiên đôi khi lại đa nghi và đa cảm nhiều quá. Cái sự cầu toàn và đa nghi của bạn nó gộp lại với nhau, nó trở thành một cái con người rất là gai góc, và khiến cho bạn trở thành một con người luôn luôn hơi mưu mẹo, hơi đanh đá, hơi khó gần, dạng vậy. Ở đây bộ bài này nó đánh giá bạn là một con người có cái tầng sâu hiểu biết khá là tốt. Đây, cái lá bài này, bạn có tri thức khá là tốt, bạn hiểu và bạn nắm rõ tất cả những tri thức đó. Tuy nhiên bạn làm mọi sự nó đi theo một kiểu trực giác và nó lý tính nhiều quá, mà bạn thiếu đi cái tình cảm, bạn thiếu đi những cái cảm xúc trong đó, và bạn chỉ làm theo trực giác, bạn cũng không làm theo logic luôn. Tức là trực giác bạn bảo cái gì bạn làm cái đó. Cho nên ở đây cái rào cản đó chính là cái bản thân của bạn. Bản thân của bạn á, nó bị cầu toàn quá, và bản thân của bạn á, nó bị đa nghi quá. Và đôi khi bạn đòi hỏi người khác, đòi hỏi những thứ xung quanh á, nó phải theo ý của bạn quá. Tức là bạn bị chấp niệm, bạn bị cố chấp nhiều quá. Bạn chưa có thật sự từ bi với tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
bạn đem đến cho mọi người những cái thú vị. Ví dụ như bạn là một người định hướng khá tốt, bạn cho lời khuyên tốt, bạn có hiểu biết tốt, mọi người rất là thích điều đó ở bạn. Tuy nhiên ở bạn người ta bị cảm thấy là bị cứng nhắc, hoặc là ở bạn người ta cảm thấy sợ, tức là ở gần bạn người ta cảm thấy nó khá là áp lực, bởi vì bên cạnh bạn thú vị thiệt nhưng mà nó rất là đau đầu đau não, bởi vì bạn là một người quá là thông minh và đôi khi là cái sự cầu toàn của bạn ảnh hưởng đến mọi người nhiều nữa. Ở đây đi nhìn thấy được việc đó là sở dĩ như vậy, đó là bởi vì là bạn mong muốn tất cả những con đường và đường hướng của bạn đi là không có cái sự vướng ngại, và bạn muốn là bạn đi một mình, bạn chịu trách nhiệm với chính bản thân bạn thôi, bạn không muốn gây ảnh hưởng cho ai nữa hết. Cái đó là một ý tốt. Tuy nhiên ở đây là bạn thiếu đi cái sự liên kết với mọi người, bạn thiếu đi cái sự cảm tính, bạn thiếu đi cái gọi là cái cảm xúc của bạn khi mà bạn làm việc á, cho nên là mọi thứ nó bị cứng nhắc quá, mọi thứ nó như một những con dao á, cái con đường hướng đến thành công của bạn nó giống như những cái bậc thang, và trên những bậc thang đó là mỗi cái bậc đó là một con dao, và bạn đi lên bằng những con dao, tức là bạn thà bạn tự làm khó bạn chứ bạn không muốn người khác làm khó bạn. Nhưng đâu đó trong cái suy nghĩ tích cực của bạn á, thì nó vẫn có những cái tiêu cực. Nó tiêu cực đến nỗi á, là những người xung quanh bạn cảm thấy khá là ngột ngạt khi ở gần bạn. Những cái thông điệp dành cho bạn đầu tiên á, là bạn nên sử dụng những cái sự hiểu biết đó, sử dụng những cái nguồn lực đó, nó để đi bảo vệ những người yếu thế hơn, có thể bạn đi nâng đỡ nhiều người hơn. Bạn ở đây mình nhìn thấy á, bạn là một con người có thể bạn hay thiền, hoặc là bạn là một người tin vào tâm linh rất là nhiều. Ở đây đối với đi thì nó cũng khá đúng đối với đi đó. Bốn gậy ngược ở đây cho thấy là bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động về mặt bản thân, tức là về mặt một mình bạn á, nhiều hơn là những hoạt động mà nó mang tính chung chung, mang tính cộng đồng. Bạn nên tập trung vào bản thân bạn một chút xíu, lắng nghe bản thân bạn, lắng nghe những cảm xúc bên trong, cái sự cầu toàn của bạn, cái sự rõ ràng của bạn, bạn hãy tiếp tục với nó, bởi vì cái đó là điều tốt, nhưng mà cầu toàn thì không tốt. Rõ ràng thì tốt nhưng mà cầu toàn thì không tốt nha. Rồi, cái sự thông minh của bạn á, bạn nên làm cho nó trở nên khéo léo và uyển chuyển đi. Ở đây người ta nhìn thấy là bạn là một người khá là độc đoán trong cái suy nghĩ của bản thân, cho nên là trong các cái vấn đề bản thân bạn luôn, bạn làm cái gì nó cũng đi theo ý của bạn là nhiều, kiểu như là bạn muốn mọi thứ nó phải đi theo ý của mình. Thì ở bây giờ bạn nên lắng nghe nhiều hơn, bạn nên chia sẻ cái ý kiến của bạn và lắng nghe ý kiến của mọi người, và thử xem một lần nào đó hãy làm theo ý của một ai đó mà không phải ý của bạn, để xem cái con đường đi đó như thế nào. Bạn sợ rằng là nếu mà bạn làm theo ý của người khác thì cái sự thất bại đó bạn sẽ cảm thấy hối hận, thế kia là bạn thà là bạn tự làm bạn đâu, kiểu là tự vẽ ra, tự làm theo, có sai thì do mình chứ không phải do người khác. Ok, hiểu. Nhưng mà ở đây bạn đang sống trong một cái môi trường xã hội mà ở đó nhiều người tương tác với nhau, cho nên hãy cố gắng liên kết với nhiều người hơn. Đây cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho cả đi và những bạn nào đang xem tụi bài số 3 luôn ha. Ở đây bạn có một cái vị thật tên là Phật tên là Vajrapani Hayadriva, là dạng như là hộ thủ Bồ Tát hả ta? Ừ, nếu mà đi nhớ không lầm á, thì ở đây á là, nếu nó dịch sơ bộ ra là Guardian of at the Temple Gate, là dạng giống như là những cái vị hộ thần đứng ở trước cổng gì á, dạng giống vậy. Với cái thông điệp là bạn hãy sử dụng những cái năng lực của bản thân, những cái sức mạnh của bản thân để giúp đỡ những kẻ yếu thế hơn bạn. Ở đây tức là bạn hãy tìm những cái sự chia sẻ, bạn hãy chia sẻ với mọi người nhiều hơn, và từ đó không nhất thiết người ta sẽ cho bạn một cái gì theo kiểu là người ta sẽ dạy dỗ bạn một cái gì cả, mà từ đó bạn sẽ rút ra cho bạn những cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm từ cuộc sống, và rồi bạn sẽ sáng suốt hơn trong những cái quyết định của bản thân, lắng nghe nhiều hơn ha. Tiếp tục, đó là những cái thông điệp dành cho bản thân bạn, ví dụ như là bạn cần phải thiền định nhiều hơn, hoặc là bạn cần phải lắng nghe bản thân nhiều hơn, phục hồi về những cái như là những cái hoạch định, hoặc những cái tầm nhìn bạn cần làm mới nó, bạn cần làm mới những cái hoạch định đó, những cái tầm nhìn đó, và hãy tìm đến những cái gì đó là phù hợp nhất với mình, phù hợp nhất với mình ha. Rồi hãy lắng nghe con tim của bạn, dấn thân vào sau, get to the heart of, tức là dấn thân lắng nghe vào con tim của bạn, dấn thân sâu hiểu về con tim của bạn, và hãy biết rằng là hãy biết cái gì mới, cái gì lạ, hãy tìm đến những cái mới lạ, hãy làm mới bản thân bạn lên, ok không? Hãy đi hoạt động từ thiện xem, hãy sharing nhiều hơn, hãy làm những hoạt động từ thiện giúp đỡ những kẻ yếu thế hơn mình, và hãy hành động chứ đừng suy nghĩ. Làm ngay chứ đừng suy nghĩ, nếu mà bạn đang có một ý tưởng nào đó, ý định đó, hãy làm ngay chứ đừng suy nghĩ. Ok, và hãy làm nó một cách thật là đặc biệt, hãy làm một cái gì đó mà từ xưa giờ bạn chưa có làm, làm một cách thật đặc biệt và hăng say bạn nha. Nói chung ở bạn chọn tụi bài số 3, cái rào cản lớn á đó chính là gì bạn biết không? Đó chính là cái sự thiếu chấp nhận, bạn chỉ thừa nhận một mình bạn thôi. Cho nên ở đây á, bạn hãy phá bỏ cái thế độc tôn đó đi, hạ cái tôi bản thân xuống, bác bỏ, đập vỡ những cái vương miện, tước đoạt đi cái
vương trượng của bản thân bạn. Bạn hãy trở thành một người đơn giản, đơn thuần rồi để mọi người, để rồi á bạn sẽ chia sẻ được nhiều hơn. Bạn sẽ đem những cái vốn quý của bạn á cống hiến cho nhiều người hơn, cho xã hội. Ok không? Tụ bài số 3 kết thúc. Ok, bây giờ chúng ta đến với tụ bài cuối cùng, tụ bài số 4 với viên đá màu xanh lá cây ha. Với cái câu hỏi rằng là những cái rào cản của bản thân bạn là gì, thì đi nhìn thấy bạn là một người có thể là hay buồn. Bạn rất hay buồn và khá tự ti về bản thân nữa bạn. Bạn rất là tự ti về mặt bản thân. Có thể bên ngoài bạn thể hiện bạn ra là những con người rất là thác loạn, rất là dễ hòa đồng, bạn nhậu nhẹt, bạn đi ba bắp. Maybe là cách bạn thể hiện vậy. Hoặc cái cách thể hiện của bạn, bởi vì nó là Three of Cups ngược, cho nên đi không biết là nó đang đi theo cái hướng nào. Nó đi theo hai hướng. Một đó là thường thì đây sẽ là những cái con người rất là vui, nó là thể hiện ra bên ngoài họ rất là vui, họ rất là dễ hòa đồng, họ ăn chơi, họ sành sỏi lắm. Nhưng mà thực một cái nhóm còn lại là những con người thiếu trải nghiệm, những người thu mình. Thì cả hai nhóm người này á đều có chung một điểm chung với nhau, đó là thật sự bên trong bạn á là những cái con người rất là rụt rè, rất là thiếu cái sự tự tin, và bạn hơi tự ti về mặt bản thân bạn nữa. Ở đây cái lá bài này khá là đặc biệt cho bạn. Đây, bạn nhìn thấy cái ánh nắng nha. Đó, ánh nó bóng nó đổ thì bạn mới thấy được cái hình. Một người đang đứng trên cái bãi biển, nhìn ra phía xa mặt trời nó đang xuống biển. Bạn nhìn thấy cái điều đó không? Nó dạng giống như là ở bản thân của bạn á, ở bản thân của bạn, bạn đang bị lạc ở trong cái cõi của mình thôi. Bạn đang chỉ nằm ở trong cái cõi của mình thôi, bạn chưa có thật sự mở lòng bạn ra với mọi người. Và cái cõi này á nó cũng chỉ là, bởi vì tại sao bạn nằm ở trong cái cõi thôi, tại đơn giản bạn đang phải đi tìm cái bản ngã, bạn phải đi tìm thấy cái cánh cửa thì bạn mới đi ra khỏi cái vùng đất cá nhân của bạn được. Cho nên ở đây là bạn chưa thật sự lắng nghe bản thân mình đâu, chứ không phải là ở trong cái cõi của bản thân mình là đang lắng nghe bản thân mình. Không có, ở trong cái cõi của chính bản thân mình tức là mình đang đi tìm bản thân mình, bởi vì mình không biết mình là ai nên mình mới đang ở trong cái cõi đó. Chỉ đến khi mình tìm được nó, mình mở ra cánh cửa tiếp theo để mình đi đến những cái chặng tiếp theo, thì khi đó bạn đã có được bản thân mình trong tay, bạn mới đi tiếp được. Ở đây mình có hai lá The Fool luôn, cho thấy bạn là những con người rất là non trẻ, hoặc là ở trong bạn có những cái suy nghĩ rất là điên rồ. Bạn không có giống người, đôi khi bạn hơi dại dại vậy, mà đôi khi mọi người xung quanh đánh giá bạn là trời con này có điên không vậy, hoặc thằng này có điên không vậy. Vậy vậy á, bạn làm mọi thứ rất là khác người và bạn vui vẻ. Tuy nhiên ở trong bạn có những cái như thiếu sự trải nghiệm, bạn thiếu đi những cái sự nếu mà nói là thiếu ban sơ thì cũng hẳn, đơn giản là bạn đôi khi bạn làm quá vấn đề lên, bạn làm phức tạp vấn đề lên. Và lẽ ra đôi khi trong một vài vấn đề bạn chỉ cần nghĩ nó một cách đơn giản thì không, bạn luôn luôn là những con người làm phức tạp. Tuy nhiên bởi vì làm phức tạp mà bản chất lại là một con người thiếu cái sự trải nghiệm, thiếu cái sự tín nhiệm về bản thân, cho nên á bạn luôn luôn có những cái mặt đối chọi nhau. Bạn luôn luôn có những cái mặt đối chọi nhau. Bạn gây áp lực lên bạn rất là lớn, bạn đặt ra mục tiêu, bạn đặt ra những cái áp lực lên bản thân mình. Bạn bắt bản thân mình phải phát triển đi, bạn bắt bản thân mình phải khôn ngoan hơn đi. Nhưng mà ở đây bạn nhìn thấy nè, cái lá bài của bạn là lá Queen of Swords. Ở đây cho thấy được cái việc đó là cái gì? Đó là ở bạn thật sự bên trong bạn có những cái rất là đặc biệt, chỉ là bạn chưa thật sự vận dụng được nó và bạn đang đi trốn kiếm với nó thôi. Nó đang đi trốn thì bạn đi kiếm nó thôi. Hãy cố gắng lắng nghe bản thân mình nha. Ở đây thì đi có lấy ra cho bạn một số cái lá bài dưới đây để tiếp tục cái câu chuyện về cái rào cản bản thân. Ở đây đi nhìn thấy được rằng là bạn là một người rất là thích cái đẹp, hoặc là bạn là một người focus vào bản thân bạn rất là nhiều. Tuy nhiên bạn focus càng nhiều vào bản thân bạn, bạn tìm cái đẹp á, nó không phải để phục vụ cho bạn. Đi chưa nhìn thấy được vì là bạn chăm chút bản thân bạn, bạn trang điểm, bạn tô son trét phấn, bạn skin care hay là bạn mặc đồ đẹp là vì bạn. Mà đơn giản bạn mặc những cái đó để là vì chứng minh bạn giữa mọi người, hoặc là để định vị bạn giữa mọi người. Hoặc đi theo hướng thứ hai là đối với những cái bạn mà rụt rè chưa có hiểu về mình á, là bạn quên bản thân bạn luôn. Bạn chưa thật sự có cái ý thức chăm chút cho bản thân, hoặc bạn có ý thức chăm chút bản thân đi chăng nữa thì nó cũng không phải đến từ bản thân của bạn, mà nó đến từ cái việc là bạn muốn mọi người nhìn bạn ra sao, là vì người khác nên bạn mới như thế. Ở đây hãy vui lên, nói chung hãy trân trọng những cái cảm xúc bên trong của bạn. Cherish, share it your feelings immediately, là hãy trân trọng những cái cảm xúc của bạn một cách thẳng thắn đi, một cách nó rõ ràng đi, một cách nó cẩn tính đi. Bạn đừng có qua quýt với những cái cảm xúc của bản thân mình. Tiếp enjoy nè, hãy tận hưởng cái gì, hãy tận hưởng từ những cái điều cũ kỹ trong cuộc sống cho đến những cái điều mới mẻ trong cuộc sống. Hãy tận hưởng những điều đó, hãy tận hưởng cái cách mà bạn, cái linh hồn hướng dẫn của bạn á, nó dẫn bạn đi để hình thành bạn. Bạn đừng có chống lại cái linh hồn hướng dẫn này, là bạn đừng có chống lại cái bản ngã của bạn theo cái kiểu là bản ngã tốt đẹp đó nha.
khi mà bạn cảm thấy bạn cần phải làm một cái gì đó để thỏa mãn những cái nhu cầu tốt đẹp của con người bạn á, bạn hãy đi theo nó đi, hãy enjoy nó, hãy tận hưởng nó đi. Và hãy nhớ rằng á, ở bạn, bạn có cái sức quyến rũ rất là lớn, không hiểu lý do tại sao nó mà đi nhìn thấy vào trong cái này là bạn có cái sự nữ tính bên trong con người bạn rất là lớn, cái sự quyến rũ bạn rất là lớn. Hoặc chí ít là những cái bạn này gây cho đi cái cảm giác giống như bạn khá là gầy, hoặc là cái con người bạn nó ạt lắm, nó mảnh khảnh. Ở đây cái chữ charms art là sự quyến rũ và nghệ thuật á, and beauty là vẻ đẹp nữa. Nó là những cái con đường rất là tốt đẹp để mà dẫn bạn đến những cái bản ngã, dẫn bạn đến những cái sự hình thành cái tôi tốt đẹp bên trong, được không? Và hãy làm tất cả những thứ này vì chính bản thân bạn. Bạn phải nhớ nha, vì chính bản thân bạn, không vì một ai khác nha. Những bạn chọn tụi bay số 3 là những bạn mà có cái suy nghĩ khá là thú vị. Bạn ấy luôn luôn tự trách mình, bạn ấy luôn luôn thống hối nhưng mà không thể hiện ra mọi người, cho mọi người thấy là mình tự trách như thế nào đâu. Bạn có cái tôi khá cao. Tuy nhiên, bạn là một con người yếu về mặt tâm lý, cho nên hãy tìm một người nào đó để chia sẻ với bạn ha. Và hãy yêu thương bản thân của mình nhiều hơn bạn nha. Tụi bay số 4 kết thúc. Ok, cuối cùng cũng đã đến phần kết thúc của clip video ngày hôm nay. Ván trải bài ngày hôm nay thì đi thấy nó hơi nhức đầu chút xíu, do là cái chủ đề mà chúng ta đặt lên nó khá lớn. Và vẫn như thường lệ thì đi lấy ra cho mọi người xem những cái bộ bài mà đi sử dụng trong ngày hôm nay. Đầu tiên là bộ Karma Cards, bộ thứ hai đó là bộ Buddha Wisdom, và bộ cuối cùng đây là bộ đi rất là thích luôn, đó là bộ Silicon. Wow, ok, còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Đi, cũng như theo dõi hết cái clip cho đến bây giờ. Và nếu các bạn có muốn Đi làm về một nội dung nào đó thì nhớ comment xuống phía dưới nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong Đi Ta Rất Tâm Sự cùng người là tập tiếp theo. Bye bye.